mừng các bạn đến với DTS Esports TV. Để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Những vị tướng bị lãng quên, Poppy, sứ giả thép, tỏ xung hữu đột với một ý chí sắt đá. Đó là những gì mà ta có thể nói về Poppy. Từ khi sinh ra, cô đã mang cá tính rất mạnh mẽ, khác hoàn toàn với những cô bé ở xứ sở Zora thông thường. Phải chăng đây là vẻ ngoài quá nam tính khiến cô ít xuất hiện trên đấu trường công lý? Có thể nói Poppy là một vị tướng vô cùng cơ động và đa dạng, với khả năng đảm nhận nhiều vị trí trong đội hình. Lúc thì là một Poppy mạnh mẽ và cứng cáp, lao lên hứng chịu tất cả sát thương cho đồng đội. Khi trở thành một hỗ trợ, với khả năng dồn ép xạ thủ đối phương vô cùng khó chịu. Nếu chơi Poppy đúng cách thì đảm bảo mỗi lần giao tranh, pháp sư xạ thủ chỉ cần nhìn thấy bạn là không dám bén mảng lại gần rồi, đồng nghĩa với tỷ lệ thắng giao tranh của đội bạn được đẩy lên rất cao. Dưới đây là một số ưu nhược điểm của vị tướng này. Ưu điểm, farm quái rất đơn giản bởi lượng sát thương cơ bản khá lớn. Có nội tại và chiêu cuối thuộc dạng bá đạo, khả năng băng trụ tuyệt vời, nỗi ác mộng cho xạ thủ và pháp sư đội bạn. Nhược điểm, bạn chỉ có một vài giây để tiêu diệt đối thủ trước khi tình huống đảo ngược. Gặp trở ngại với những tướng có kỹ năng diện rộng, dễ bị đi ban đầu. Dễ bị thả diều cho chiêu cuối tiếp cận khoảng cách không thật sự xa. Về bộ kỹ năng của Poppy như sau: Chiến binh quả cảm, nội tại, mọi sát thương vượt quá 10% máu hiện tại của Poppy đều bị giảm 50% sức mạnh trừ sát thương của trụ. Đây là kỹ năng giúp Poppy trở nên nhây hơn. Không có chuyện bạn bị dồn sát thương dẫn đến đột tử. Cú đánh ngàn cân quy, nện một cú trời giáng vào đối phương gây sát thương vật lý cộng thêm 8% máu tối đa của mục tiêu. Kỹ năng gây sát thương chính của Poppy và tất nhiên lượng sát thương là vô cùng lớn. Từ giai đoạn giữa trận trở đi với những mục tiêu mỏng manh như xạ thủ hay pháp sư, chỉ cần nện khoảng 2-3 cái là lên bảng rồi. Chưa kể với lượng sát thương theo phần trăm máu khiến cô chẳng ngán gì những tanker tướng đỡ đòn hạng nặng. Mẫu mực Demacia về kẹp, khi bị đánh hoặc tấn công kẻ địch, Poppy sẽ được tăng một lượng giáp và sát thương. Hiệu ứng này cộng dồn 10 lần và duy trì trong 5 giây. Kích hoạt Poppy sẽ nhận số cộng dồn tối đa, đồng thời tăng tốc độ di chuyển trong 5 giây. Poppy trở thành một trong những tướng trụ đường trên tốt nhất cũng nhờ vào khả năng này. Đặc biệt là khi đối đầu với những tướng sát thương vật lý ở giai đoạn đầu. Khi cần, đây cũng là con bài dùng để đuổi bắt cũng như chạy trốn khá hữu hiệu. Xung phong E, lao tới kẻ địch và kéo chúng theo một khoảng ngắn, gây sát thương phép nếu đụng trúng địa hình sẽ cộng thêm sát thương và làm choáng đối phương 1,5 giây. Về nguyên lý hoạt động, giống với chiêu kết án của Vên, chỉ khác là giờ đây ta lao vào chứ không phải là đẩy địch ra. Miễn trừ ngoại giao, chiêu cuối. Trong một khoảng thời gian ngắn, Poppy miễn nhiễm với tất cả sát thương từ kẻ địch trừ mục tiêu được chọn. Mục tiêu đó sẽ nhận thêm sát thương do cô gây ra. Tên tuổi Poppy cũng được tạo nên từ kỹ năng này. Khi sử dụng đúng, bạn chẳng sợ ai, lao ra mà đập nát đội hình địch khiến chúng tan đàn xẻ nghé. Trên đây là một số phân tích về Poppy, sứ giả thép. Các bạn thích vị tướng Poppy cũ hay vị tướng Poppy mới? Hãy để lại comment bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.